Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức chúng tôi. Một bức thư bằng máu được để lại sau án mạng thương tâm. Có câu khổ dữ chẳng nỡ ăn thịt con. Ấy vậy mà, thảm cảnh cuộc đời đã đẩy người cha quyết định kết liễu cuộc sống của con gái mình. Thưa quý vị, những lời mắng nhiếc xem thường, sự phản bội của người vợ yêu thương cùng những áp lực dư luận đã khiến cho người đàn ông này quyết định tìm đến cái chết và ôm con gái cùng chết chung. Chi tiết về câu chuyện thảm cảnh này như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Từ xưa đến nay, việc đàn ông ở trễ là việc làm không nhận được ánh nhìn thiện cảm của mọi người. Đây là một quan niệm mà trước giờ đã hằn in trong suy nghĩ của không ít người. Nhiều người cho rằng những người đàn ông ở trễ là những người thiếu bản lĩnh, không có tiếng nói trong gia đình. Vì quá mải mê dè biểu coi thường những người này mà người ta đã vô tình quên đi những nỗi khổ, sự đánh đổi mà những người đàn ông này phải gánh chịu. Nạn nhân trong câu chuyện này tên là Chính, 33 tuổi. Không may mắn sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ của anh mất sớm nên anh phải một mình cố gắng tự nuôi sống bản thân thi đỗ đại học. Thế rồi số phận đã mang tia sáng đến cuộc đời. Khi anh gặp được một người con gái xinh đẹp, gia đình có điều kiện và hết lòng yêu thương anh ngay sau khi mới ra trường. Không coi thường anh, cô gái vẫn dành trọn trái tim cho anh. Ngay khi ra mắt, gia đình cô đã hứa sẽ lo cho anh một công việc như ý nếu anh đồng ý dọn về nhà vợ ở sau khi đám cưới. Chính vốn là một người thật thà tốt bụng, sau khi được bạn gái thuyết phục nên đã đồng ý dọn về sống chung với gia đình vợ. Ngay từ những ngày đầu làm rể, anh Chính đã phải sống dưới sự xét nét của mẹ vợ, sự coi thường mắng nhiếc của bố vợ. Anh luôn là người phải dậy sớm để nấu ăn cho mọi thành viên, cũng là người cuối cùng đi ngủ sau khi đã dỗ dành con gái bằng những câu chuyện cổ tích. Làm việc ở công ty, Chính luôn phải đối mặt với những ánh mắt soi mói, hành hạ từ cấp trên xuống bởi vì mối quan hệ với bố vợ. Quãng thời gian đầu, anh luôn nhận được sự động viên, chia sẻ của người vợ và anh cũng gật đầu chấp nhận với ước mơ sớm kiếm được tiền, dọn nhà ra ở riêng cùng với vợ và con gái. Nhưng số phận là dễ dàng đưa đẩy anh vào hết chỗ treo này đến nỗi nhục khác. Trong khi anh càng cố gắng đẹp lòng nhà vợ, cống hiến hết mình ở công ty, thì anh lại càng thấy sự bất công trong cách đối xử của nhà vợ. Luôn hoàn thành tốt công việc ở công ty, nhưng anh luôn nhận phải những lời khiển trách của bố vợ trước mặt các đồng nghiệp. Không ít lần, anh đã bị đồng nghiệp nói sau lưng là dựa hơi nhà vợ, nếu không sẽ không làm nên trò trống gì. Không chỉ có vậy, anh Chính còn phải sống dưới sự khó tính của mẹ vợ. Bà luôn nổi nóng, cáu gắt, những lúc không may, anh làm gì đó sai khi ở nhà. Có lần khi vắng mặt vợ, anh lóng ngóng thay bỉm cho con gái, không may bị rơi xuống làm bẩn sàn nhà. Bà mẹ vợ đã ném chiếc bỉm ngay trước mặt và ra lệnh cho anh phải dọn sạch. Với anh Chính, dù có phải trải qua bao nhiêu bất công, tủi nhục vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần bên cạnh luôn có sự đồng hành của vợ và con. Nhưng một gáo nước lạnh đã giáng xuống cuộc đời anh khi vô tình anh chứng kiến cảnh người vợ của mình bước ra từ khách sạn với người đàn ông khác. Không dám tin vào mắt mình, anh Chính đã tìm đến đồng nghiệp của vợ để xác nhận lại giờ giấc có mặt tại nơi làm việc của vợ. Anh và vợ ngày càng lạnh nhạt, xa nhau dần và họ đã không tìm thấy sự tin tưởng, cảm thông khi ở bên cạnh nhau. Vợ anh ngày nào cũng đi sớm về muộn, không hề quan tâm đến những áp lực mà anh đang phải từng ngày gồng gánh. Vì quá áp lực nên không ít lần anh đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng vì nghĩ đến con gái nên anh không cam tâm. Không ít lần anh đã thẳng thắn nói chuyện với vợ để tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình, nhưng anh lại nhận phải những thái độ coi thường, mỉa mai của vợ. Em à, khi em đọc được lá thư này, chắc có lẽ anh và con đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà em sẽ không còn gặp lại bố con anh một lần nào nữa. Anh thật sự cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của em đã dành cho anh trong suốt 10 năm qua. Đã có lúc anh nghĩ rằng, vì yêu em, vì một gia đình hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vẫn luôn mạnh mẽ đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Nhiều đêm anh đã nằm suy nghĩ để tìm một hướng đi khác, để tất cả chúng ta sẽ đều vui vẻ đón chào những tia nắng khi bình minh đến. Nhưng cuộc đời hình như không công bằng với anh cho lắm. Ông trời ngày càng đẩy chúng ta ra xa và đẩy cuộc hôn nhân của chúng ta vào bế tắc. Anh biết, sẽ nhiều người coi anh là người hèn nhát khi quyết định trốn chạy bằng cách này. Nhưng với anh, đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả anh, em và con và cả gia đình của em nữa. Xin lỗi vì anh và con không thể đồng hành cùng với em trong những bước đường tiếp theo. Anh mệt mỏi lắm rồi. Mong rằng em sẽ sớm tìm được một người đàn ông khiến cả em và gia đình của em bằng lòng. Vĩnh biệt em. Lá thư tuyệt mệnh của anh Chính đã khiến cả gia đình nhà vợ bật khóc. Anh đã ôm con gái tự tử sau 2 tháng phát hiện vợ mình ngoại tình và cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh Chính đã là người thua cuộc trên con đường đi tìm hạnh phúc của chính cuộc đời mình. Trong mỗi con người đều có những góc khuất riêng mà ngay cả những người yêu thương bên cạnh cũng không thể tìm thấy.
đàn ông dù mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng có những nỗi khổ riêng, những nỗi khổ mà họ phải đối mặt hàng ngày, nhưng không có cách nào để vượt qua ngoài việc trốn chạy. Vì vậy, nếu muốn giữ gìn hạnh phúc của chính mình thì đừng ngần ngại bước vào trái tim của ai đó, không chỉ để yêu thương mà còn để cảm thông và chia sẻ nỗi buồn. Tiếp theo là câu chuyện đau lòng tương tự, bé gái 12 tuổi vì áp lực gia đình đã nhảy lầu tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Nạn nhân trong bi kịch này là bé gái tên Hoàng Anh, 12 tuổi, ở tầng 12 chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bé được phát hiện rơi xuống khu vực giếng trời tầng 3 tử vong. Sự việc khiến nhiều người thân và người dân vẫn chưa hết bàng hoàng đau xót. Theo tìm hiểu và điều tra của cơ quan chức năng, bé gái này có một câu chuyện đời khá buồn. Bố mẹ của bé gái đã ly hôn, ít khi quan tâm hay dành thời gian cho em. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh nghi là của cháu bé. Sáng cùng ngày, ngày 4 tháng 8, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn. Ngay chiều hôm ấy, người thân đã làm lễ tang đưa tiễn Hoàng Anh về quê ở tỉnh Hà Nam để mai táng. Vài ngày sau vụ việc, nhiều người thân được chia ra lo hậu sự cho cháu tại nhà tang lễ, có người ở nhà chuẩn bị đồ lễ. Một người dượng của Hoàng Anh chia sẻ, bố mẹ của cháu đã ly hôn từ vài năm nay. Hoàng Anh sống với mẹ và bố dượng, người cha ruột sống cách đó không xa. Nghe tin cháu tử vong, vợ chồng tôi như thất thần chạy vội sang từ đêm qua. Tôi nghe mẹ cháu kể lại, tối Hoàng Anh vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Mấy ngày nay có người chị họ ở đây chơi với Hoàng Anh. Tối qua cháu vào phòng đóng cửa lại, mọi người tưởng đi ngủ. Khi có người lên gõ cửa, hỏi nhà có trẻ con không, chị tôi vẫn đáp, nhà không có trẻ nhỏ. Khi xem hình ảnh thì mới nhận ra, đúng đó là cháu. Người chú đau lòng nhớ lại. Khi người thân vào phòng, phát hiện tại đây có mảnh giấy Hoàng Anh để lại với nội dung ngắn gọn. Tạm biệt tôi đi nhé. Nhiều người thân vẫn chưa hiểu tại sao cháu bé 12 tuổi lại xảy ra cớ sự như vậy. Bố đẻ của cháu ở đây nên muốn sau khi con mất, cơ quan công an vào cuộc khám nghiệm tử thi để khách quan hơn. Tôi nghĩ có thể do bố mẹ ly hôn, con một mình biểu hiện trầm cảm nhẹ, nếu không để ý cũng khó phát hiện được, người chú chia sẻ thêm. Còn với cư dân tầng 12 chung cư HH4C Linh Đàm, nhiều người khi nghe tin bé Hoàng Anh tử vong, ai ai cũng rất ngỡ ngàng xót xa. Đêm qua tôi lên mạng xã hội thì thấy trên nhóm cộng đồng cư dân Linh Đàm đăng thông tin này. Người thân cũng gọi điện đến cho tôi để hỏi tình hình. Lúc này tôi cố nhớ trong đầu xem các cháu nhỏ trong tầng mình là ai, nhưng không nghĩ ra cháu bé này. Gia đình cháu chuyển đến đây từ lâu, nhưng mọi người cũng ít gặp hay giao tiếp. Cháu mất không chỉ người thân mà chúng tôi cũng cảm thấy đau lòng, một cư dân sống ở cùng tầng xót xa chia sẻ. Nhân vật đã được đổi tên. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.